Kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2019. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây. Khó khăn trong triển khai dự án cải tạo các tuyến kênh chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất. Không để ùn tắc giao thông trong đợt diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều hình thái thời tiết tiêu cực những năm qua. Mưa bão với cường độ mạnh và đường đi khó lường đã trở thành nỗi lo cho nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Và mùa mưa bão năm nay, những thách thức lớn đang được đặt ra với huyện Duyên Hải, Cần Giờ, địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Hơn 500 cây tán rộng trên con đường Duyên Hải thuộc thị trấn Cần Thạnh đã được cắt cành mé nhánh. Đây là một trong số những phương án đầu tiên được Ủy ban Nhân dân huyện triển khai, sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão năm nay. Bây giờ có chính quyền chặt thì nó cái máy móc này nọ thì nó ổn hơn. Chính quyền địa phương, đặc biệt là ủy ban nhân thị trấn rất quan tâm và chủ động thực hiện các cái biện pháp, nên là ngay từ trước khi là có báo xây dựng các cái phương án để thực hiện bốn tại chỗ và là chủ động để ứng phó, chứ không phải chờ đến khi mà có báo vô thì mới thực hiện, thì lúc đó không kịp nữa. 13 phương án ứng phó tập trung vào các nội dung di dời dân, đảm bảo hậu cần, hỗ trợ neo đậu an toàn và thông tin tuyên truyền cũng đã được thị trấn Cần Thạnh, nơi xung yếu nhất tại huyện Cần Giờ, chuẩn bị kỹ lưỡng. Kinh nghiệm đợt mưa bão năm 2018 đã chỉ ra, công tác di dời dân và ổn định neo đậu khi có lệnh cấm biển là hai công tác quan trọng nhất. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực dự báo kết nối thông tin giữa Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và các địa phương. Nhằm góp phần giải quyết tình trạng ngập nước khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có chủ trương đầu tư cải tạo các tuyến kênh trên địa bàn quận Tân Bình. Tuy nhiên đến nay việc triển khai các dự án vẫn còn chậm, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu vốn bồi thường giải phóng mặt bằng. Các tuyến kênh được đầu tư cải tạo gồm kênh A41, kênh Tân Trụ, kênh Hy vọng và mương Nhật Bản nhánh 2. Đầu năm nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết định giao vốn cho quận Tân Bình, nhưng việc giải ngân vốn đang gặp trở ngại. Cái vốn đó nó không có phù hợp với lại cái nhu cầu vốn của quận đăng ký, thì quận đã có văn bản hồi tháng 3 kiến nghị lại thành phố là điều chỉnh lại cái vốn, trong đó có dự án ở quốc này, tức là dự án bồi thường thì không bố trí vốn mà bố trí vốn xây lắp, thì như vậy nó không phù hợp. Việc chậm triển khai cũng khiến các dự án có thể mất tính pháp lý do hiệu lực của dự án chỉ kéo dài 3 năm kể từ khi được Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư. Bên cạnh việc khơi thông các tuyến kênh, các đơn vị quản lý từng khu vực trong sân bay cũng cần thống nhất các giải pháp đấu nối hạ tầng, đặc biệt là hệ thống cống thoát nước. Phải khắc phục tình trạng đáy cống thoát nước trong sân bay thấp hơn hệ thống cống thoát nước bên ngoài, dẫn đến việc ngập nước xảy ra thường xuyên như hiện giờ. Lòng đường chật chội không phải vì nó nhỏ hẹp mà vì một số nơi còn do những lô cốt án ngữ. Đơn vị thi công thì vẫn cứ xin lỗi vì sự bất tiện, dù không biết là xin lỗi khi nào sẽ chấm dứt. Ghi nhận tại một số công trình ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Giao lộ Phạm Thế Hiển, xã Nam, phường 8, tối ngày 14 tháng 5, đã 22 giờ đêm, đội thanh tra giao thông số 8 đến kiểm tra. Lúc này trong công trình chỉ có 2 nhân viên bảo vệ. Việc đào đường chiếm dụng mặt đường tới 50%, không bố trí người điều tiết giao thông. Theo lô cốt để tấm bảng, quán ốc ngon vẫn hoạt động bình thường. Chủ quán tận dụng phần vỉa hè không sử dụng để đặt bàn ăn, một nơi trú ẩn an toàn bên những ly bia rôm rả khi người đi đường chật vật khi lưu thông. Tình trạng cũng không khá hơn ở trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, ổ gà, ổ voi xề đặc, nước đọng thành từng vũng chỉ trực chờ 7 người đi đường. Tấm biển ghi rõ thời điểm khởi công là ngày 29 tháng 12 năm 2017 và sẽ hoàn thành sau 350 ngày thi công. Thế nhưng, tính đến nay, đã qua thời gian thi công gần 150 ngày, nhưng nơi này vẫn đang như một bãi chiến trường, giao chắn tạm bỡ, không người trông coi. Đã từng có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra ở khu vực này, thậm chí có những người từng bị rơi cả vào trong lô cốt. Việc trùng tu nhà thờ Đức Bà tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp diễn, nhưng hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến một khía cạnh khác, đó là an toàn lao động cho các công nhân. Ghi nhận của chương trình vào sáng nay cho thấy nhiều công nhân làm công việc tu bổ phần mái ngói phía sau nhà thờ mà không hề được trang bị giàn giáo và đầy đủ dụng cụ bảo hộ. Thông thường khi làm việc ở trên cao, các công nhân phải có đai bảo hộ, hệ thống che chắn, sàn thao tác, lan can bảo vệ. Thế nhưng thực tế thì họ đứng chông chênh trên nóc nhà thờ cao hàng chục mét, dụng cụ bảo hộ lao động duy nhất là nón. Việc lao động thiếu dụng cụ bảo hộ sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Chứng kiến điều này, nhiều người dân và cả khách du lịch tỏ ra khá bất ngờ và lo lắng. Chỉ cần một bước sẩy chân thì tai nạn đáng tiếc là điều không thể tránh khỏi, nhất là trong những ngày mưa dông. Chưa kể đây là công trình kiến trúc lâu năm. Gần đây, những tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng không hề hiếm, cần có sự quan tâm đúng mực từ các nhà thầu cũng như từ chính những người lao động.
các biện pháp kiểm tra, chế tài từ các đơn vị quản lý cũng cần thiết trong những trường hợp này. Sáng nay 22 tháng 5, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp khẩn cấp khi phát hiện trên địa bàn có heo mắc bệnh tả heo châu Phi. Đây là địa phương tiếp theo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện dịch bệnh. Được biết, ổ dịch đầu tiên được phát hiện cách đây 2 ngày. Việc phát hiện thêm các ổ dịch vào hôm nay tại thành phố Vĩnh Long đã nâng số lượng heo mắc bệnh tại đây lên 131 con, trong đó có 12 heo giống, số còn lại chủ yếu là heo rừng. Nguyên nhân có thể do heo ăn thức ăn thừa chưa qua nấu chín. Tại cuộc họp, nhiều biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch đã được triển khai. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cái phương tiện vận chuyển, động vật, thống nhất với chi cục thú y về cái đặt các cái chốt chạm và phân công cái lực lượng tham gia. Xử lý các cái điểm kinh doanh giết mổ gia súc gia cầm trái phép trên cái địa bàn. Việc nhanh chóng xây dựng mức giá hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có heo mắc bệnh để người nuôi có khả năng tái đầu tư sản xuất cũng được nhắc đến. Các tỉnh Nam Bộ đang bắt đầu vào mùa mưa, đây là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh phát sinh và gây bệnh. Do đó các hộ nuôi cần lưu ý chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho đàn heo. Ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng diễn ra trong 4 ngày từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6. Đó là nội dung công điện vừa được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành. Theo đó, Ban an toàn giao thông các địa phương chỉ đạo huy động lực lượng ứng trực điều tiết giao thông tại các tuyến đường và khu vực gần điểm thi. Cần bảo đảm giao thông thông suốt, không để thí sinh đến điểm thi muộn do ùn tắc giao thông, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời cần hướng dẫn nghiệp vụ cho sinh viên tình nguyện, thanh niên xung phong về điều tiết phân luồng giao thông. Các đơn vị thi công gần khu vực tổ chức điểm thi cũng yêu cầu hoàn trả mặt đường, bảo đảm lưu thông an toàn không gây ùn tắc. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn bố trí đủ phương tiện vận tải công cộng, nhất là xe buýt, xe khách liên tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho nhu cầu đi lại của cán bộ, giảng viên, thí sinh và người nhà khi diễn ra kỳ thi. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thí điểm cho học sinh sử dụng thẻ học đường thông minh. Mô hình tuy mới nhưng đã nhận được sự đồng tình của phụ huynh và các em học sinh tại nhiều trường. Từ khi áp dụng thẻ học đường thông minh, các hoạt động của nhà trường trở nên đơn giản, tốn ít thời gian. Thầy cô và trò đều phấn khởi vì các tiện ích khá hiệu quả cho việc dạy và học. Cái điều đó giúp cho chúng tôi có những cái tương tác với phụ huynh, cũng như đồng thời là nắm vững được cái vấn đề chuyên cần của các em trên lớp của mình. Phụ huynh không phải trực tiếp đến trường để đóng học phí và các khoản khác. Ngoài ra, họ cũng quản lý được việc sử dụng tiền của con em. Khi mà bé sử dụng thẻ để bé quẹt, để bé mua đồ ăn ở căng tin á, thì cũng báo về máy thì mình sẽ kiểm soát được rằng là con mình đã ăn những cái thức ăn như thế nào trong ngày hôm đó. Hiện mới có hơn 300 trường ở thành phố triển khai ứng dụng thẻ học đường thông minh. Trong thời gian sắp tới thì Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện cái dự án ở các trường thí điểm, sau đó sẽ triển khai trên diện rộng của thành phố. Trên thực tế, nhiều phụ huynh vẫn còn e ngại dùng thẻ. Để có sự lan tỏa, cần có thời gian để xã hội nhận thức rõ hơn về sự cần thiết của ứng dụng công nghệ trong quản lý giáo dục. Còn bây giờ sẽ là không nghề nghiệp rượu chè và cái kết thương tâm. Cướp xe táo tợn rồi đâm chủ tiệm sửa xe trọng thương. Công an tỉnh Long An đang đề nghị truy tố trước pháp luật đối tượng Nguyễn Huỳnh Lê, 25 tuổi, quê Kiên Giang, về tội danh giết người. Y là thủ phạm sát hại chị Phan Thị Thùy Linh, 24 tuổi, quê An Giang, tại thành phố Tân An vào đầu tháng 5. Từ cuối năm ngoái, Lê và Linh sống chung như vợ chồng. Đến ngày 2 tháng 5 năm 2019, cả hai đến thuê ở tại một phòng trọ ở phường 5, thành phố Tân An. Do đối tượng Lê không có việc làm ổn định, thường xuyên ăn nhậu, nên giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Đến trưa ngày 3 tháng 5, Lê đi nhậu về thì bị Linh phàn nàn. Tức giận trong lúc cự cãi, y lấy dao đâm vào ngực trái làm Linh té ngã. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Tại trại tạm giam, đối tượng thú nhận hành vi phạm tội, đồng thời hối hận về hành động nông nổi của mình. Trong phút nóng giận đã gây ra hậu quả đáng tiếc. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 5, Tòa án Nhân dân huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ gây rối trật tự trên quốc lộ 1A cuối năm ngoái. Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2018, sau khi có tin đồn nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đức Phổ hoạt động trở lại, hàng trăm người tập trung trên quốc lộ 1A, có đối tượng dùng vật cản, trải chiếu, bạt chặn các phương tiện lưu thông, làm giao thông ách tắc nhiều giờ đồng hồ. Thậm chí một số người quá khích có hành vi xô đẩy, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
Trong quá trình điều tra truy tố, các bị cáo trên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại phiên sơ thẩm, 15 bị cáo đã bị tuyên phạt, trong đó Trần Thị Kim Liễu 4 tháng 28 ngày tù, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 6 tháng tù treo đến 12 tháng tù treo, cải tạo không giam giữ. Sáng hôm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh Attabu, Lào bắt quả tang 3 đối tượng mang quốc tịch Lào khi chúng đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Các đối tượng gồm Nang là Phesunay, 28 tuổi, Sản Cùm Suni Nhã Vong, 39 tuổi và Bunphon Phonphanit, 49 tuổi. Tăng vật thu giữ gồm 300 gói ni lông màu xanh, bên trong chứa 60.000 viên ma túy tổng hợp màu hồng, có ký hiệu WE. Ngoài ra, lực lượng cũng đã thu giữ một số hung khí, vật dụng và một xe máy. Các đối tượng khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt. Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã bàn giao đối tượng tang vật cho Công an tỉnh Attapu của Lào để điều tra, xử lý theo quy định. Một vụ cướp xe gây thương tích cho người khác vừa xảy ra vào chiều qua tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Lực lượng chức năng tỉnh đang tiến hành truy bắt đối tượng táo tợn này. Khoảng 13 giờ chiều qua, anh Phan Văn Trung, 44 tuổi, ngụ phường 8, thành phố Mỹ Tho, đang ngồi trong tiệm sửa xe của mình thì có một đối tượng vào chào mời mua điện thoại. Bị từ chối, đối tượng đi ra phía trước gọi điện thoại cho ai đó, rồi bất ngờ leo lên xe máy biển số 63942942 của anh Trung, cầm dao hăm dọa cướp xe. Thế vậy, nạn nhân dùng cây để tự vệ và chống trả, trong lúc giằng co đã bị đâm trúng một nhát dao. Tên cướp sau đó đã lên xe bỏ trốn. Theo kết quả chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, anh Trung bị đâm thủng ngực, tràn dịch khí, màng phổi. Lửa lớn đã bùng phát tại một cơ sở sản xuất bột nhang ở huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, gây thiệt hại lớn về tài sản. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay ngày 22 tháng 5. Khoảng 5 giờ sáng, người dân phát hiện khói lửa bốc cháy dữ dội từ khu nhà kho chứa thành phẩm bột nhang rộng khoảng 500 mét vuông của cơ sở sản xuất bột nhang Hoàng Diệu do bà Lưu Thị Ngọc Diệu, 49 tuổi làm chủ. Nhận được tin báo, công an huyện Mang Giang đã lập tức cử lực lượng tham gia dập tắt đám cháy, đồng thời báo cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hỗ trợ. Khoảng 2 giờ sau, ngọn lửa đã được khống chế. Tại hiện trường, phần lớn số thành phẩm bột nhang chứa trong khu nhà kho bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy, tổng số thiệt hại do đám cháy gây ra đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê và làm rõ. Bị mất lái, ô tô 7 chỗ tông gãy 4 cột mốc ở quốc lộ 1A rồi lao xuống ruộng khiến 5 người bị thương. Vụ việc xảy ra sáng nay trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Vào khoảng 5 giờ 30 phút, ô tô 7 chỗ bằng số Hải Phòng, sán băng rôn, đoàn đi đón hài cốt liệt sĩ, chở 5 người chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam Bắc, đến đường tránh xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, xe bị mất lái, đâm gãy 4 cột mốc bên phải đường rồi lao xuống ruộng ở độ cao 4 mét so với mặt đường. 5 người ngồi trên xe bị thương nhẹ, phương tiện bị hư hỏng phần đầu. Người dân địa phương đã giúp các nạn nhân gom vật dụng cá nhân cùng hộp đựng hài cốt lên xe khác để đưa về Hải Phòng. Công an huyện Nghi Xuân gọi xe cứu hộ tới giải phóng hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Chiều nay, hỏa hoạn lớn đã xảy ra trong khuôn viên hàng ngàn mét vuông ở khu công nghiệp Việt Hương, tỉnh Bình Dương. Lực lượng chức năng mất nhiều giờ liền để khống chế, giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 13h30 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Trung An, chuyên sản xuất giày dép, nằm trên đường số 1, khu công nghiệp Việt Hương, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, hàng trăm công nhân đang làm việc thì phát hiện khói bốc lên nên đã nhanh chóng đi kiểm tra. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội, không thể dập tắt tại chỗ. Nhận tin báo, đội phòng cháy chữa cháy thị xã Thuận An đã phải huy động khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do công ty chứa toàn đồ dùng dễ cháy nên ngọn lửa đã cháy lan sang các xưởng khác, bùng phát dữ dội tại kho sơn. Chương trình 60 giây hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai phát sóng vào lúc 6:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 với nhiều nội dung cập nhật. Xin thân ái chào tạm biệt.